À, chúng ta tiếp tục ôn tập phần kỹ năng viết phương trình khoa học, nhận biết và bài toán hóa. Bài số 4, CH4 tác dụng với O2 là phản ứng cháy. Nó sẽ tạo ra CO2 và H2O. Tất cả các hydrocarbon khi cháy do thành phần có C và H nên nó đều tạo CO2 với nước. Cái phần C sẽ kết hợp với O tạo CO2 và phần nguyên tố H khi kết hợp với O sẽ tạo H2O sang câu B, CH4 tác dụng CL2. Đây là phản ứng thế. Thế có nghĩa là một H trong phân tử CH4 này sẽ đi ra, như vậy nó còn CH3. Nguyên tử Cl của Cl2 sẽ thế vào đó và nó tạo CH3Cl. H đã đi ra từ CH4 sẽ kết hợp với Cl còn lại để tạo HCl và điều kiện thế là ánh sáng. Câu C các em chú ý dạng viết phương trình dạng viết công thức hóa học đây là công thức cấu tạo thu gọn thì sản phẩm phải cấu tạo thu gọn và đề đã cho sẵn chúng ta quan sát thấy từ CH2 nối đôi CH2 tức là CH4 thành CH3 CH3 nó tăng thêm H để chúng ta cho tác dụng với H2 để đứt thành liên kết đơn thì xúc tác là NI và nhiệt độ. Sang câu D. Cho dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, nên sản phẩm cũng phải viết cấu tạo thu gọn. Ethylene tác dụng với nước, phải có xúc tác acid. H2O, các em nhớ phân tử này là gồm có nguyên tử H kết hợp với nhóm OH. Acid sẽ làm đứt cái liên kết giữa H với OH. Như vậy, cái nhánh CH2 đầu tiên sẽ nhận thêm một H, OH, nó thành CH3. Cái CH2 còn lại sẽ nhận thêm OH gắn vào và nó thành sản phẩm CH3 liên kết đơn, CH2 liên kết đơn OH. Xem câu E. Ngược lại, chuyển hóa thành ethylene và nước. Vậy chúng ta sẽ tách nước từ cái phân tử sản phẩm ở câu D ra. Mà muốn tách nước thì sử dụng H2SO4 đặt và đun nóng lên. Nhiệt độ của phản ứng này là trên 170 độ C nhé. Bạn nào nhớ chính xác thì ghi, không nhớ thì ghi tê độ. OF là câu điều chế methane CH4. Các em xem tập và học bài lại. Dạng thứ năm là dạng chuỗi phản ứng. Chuỗi A từ C2H5OH từ c h 5 oh thành C2H4 các em có thể viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn giống như thầy hướng dẫn hoặc viết dưới dạng công thức phân tử vẫn được. Nếu viết dưới dạng công thức phân tử, chúng ta viết C2H5OH tạo thành C2H4 cộng H2O. Ở phản ứng 2, từ C2H4 thành PE polyethylene. Polyethylene có công thức như thế này. mỗi một đoạn C nói đơn CH2 nói đơn CH2 nói đơn là một mắt xích. Một phân tử ethylene khi đứt liên kết sẽ tạo một mắt xích giống như vậy. Vậy nó có thể nói thành N cái mắt xích. Do đó cần phải có N phân tử tham gia. Điều kiện để đứt liên kết này là phải có xúc tác, áp suất, chữ P là áp suất và nhiệt độ thích hợp. Sang câu B. Từ CaC2 thành C2H2 Từ C2H2 lại tiếp tục thành C2H4 Phản ứng B1 là phản ứng điều chế acetylene Bằng cách cho c 2 h 2 tác dụng với nước Sẽ tạo C2H2 và CaOH2 lần Các em nhớ cái sản phẩm thứ nhì nha CaOH2 lần Cách nhớ là tách cái phân tử H2O thành H và OH Thì phần C này sẽ nhận H Còn cái phần CA ban đầu sẽ nhận OH Nhớ nha Và nhớ là phản ứng này phải có hệ số cân bằng Cái chỗ mà các em sai nhiều nhất là cái sản phẩm này Các em viết thành CaO và dừng lại Là không đúng nha Mà nó thành CAO hai lần mới đúng Sang phản ứng 2 Từ C2H2 mà thành C2H4 Các em thấy nó tăng H lên Như vậy Như vậy là chúng ta sẽ thêm H2 vô và C2H4 nó vẫn còn liên kết đôi ở đây Vậy phải dừng cái quá trình đứt liên kết Nên chúng ta phải cho BD làm xúc tác và đun nóng lên Các em nghe rõ không? Sang bài số 6 Là bài nhận biết Câu A Chúng ta nhận biết CH4, C2H4, CO2 ở kiến thức của phần chữ 1 đã biết nhận CO2 bằng nước vô trong. Như vậy chúng ta lấy mẫu, cho nước vô trong vào các mẫu. À các em bổ sung giùm thầy nhé. Trường hợp này phải dùng nước vô trong dư. Bắt buộc phải dùng dư. Thì nước vô trong nó mới hóa đục. Làm đục nước vô trong là CO2. Thầy nhắc lại các em bổ sung chữ dư đây giùm thầy. Cho nước vôi trong dư vào các mẫu. Bởi vì nếu nếu lượng nước vô trong không đủ Nó sẽ tạo muối axit Do đó không thấy nó đục Và phương trình phản ứng xảy ra như thế này Vì còn lại là CH4 và CH4 Cho các mẫu còn lại tác dụng với dung dịch BR2 loãng Dung dịch BR2 loãng có nghĩa là màu da cam của nó nhạt Các bạn dùng màu da cam thật nhạt khi thực hành thí nghiệm Thì hiện tượng sẽ rõ Khí làm mất màu da cam của dung dịch là CH4 bởi vì CH4 nó tác dụng được với, Br2 nó tạo C2H4Br2 còn CH4 thì nó không có tác dụng với Br2 cho nên còn lại chính là CH4 sang câu B là nhận biết CH4 CH2H4 xin lỗi CH4, CH2 và CO2 các em làm tương tự như câu A làm giống như vậy nhưng mà thay C2H4 bằng ch 2 h 2 và chú ý là cái phản ứng CH2 khi tác dụng Br2 là nó tạo CH2 Br4 nha. Nó sẽ đứt cho tới cái thành liên kết đơn luôn. Do đó chúng ta phải tác dụng với hai phân tử Br2. Phản ứng này có hệ số cân bằng. Bài toán số 7, các em đọc đề. CH4 khi tác dụng với Br2 thì không xảy ra phản ứng. Không xảy ra có nghĩa là CH4 nó vẫn là CH4, nó vẫn là một chất khí như ban đầu. Còn C2H4 nó tác dụng với Br2, nó bị chuyển hóa thành C2H4 Br2. Cái chất này là một chất lỏng cho nên nó sẽ nằm lại trong cái dung dịch Br2 luôn. Vì vậy chỉ có khí CH4 thoát ra thôi. Để chúng ta có thể suy ra được cái thể tích khí CH4 theo đề bài nó thoát ra 2,479 lít. Vậy thể tích của khí C4 còn lại, chúng ta sẽ lấy tổng thể tích của hỗn hợp là 9,916 trừ cho 2,479 ra 7,437 lít. Đây là thể tích của C2H4. Từ thể tích C2H4, chúng ta sẽ tính số mol C2H4 để làm gì? Để thế vào phương trình tính khối lượng sản phẩm. Rồi phần này là cơ bản lớp 8. Các em quan sát và sẽ hiểu được nhé. Sang bài 8. Bài 8 thì cái phần khó hiểu nhất là cái phần khối lượng bình brom tăng. Các em đọc đề Như lúc nãy mình biết là CH4 nó không có tác dụng với lại BR2 Như vậy nó sẽ thoát ra ngoài đó Chỉ có CH2H2 Nó giống như ch 4 Thì nó tác dụng BR2 Nó thành c 2 br 2 Xin lỗi, nó thành CH2H2BR4 ch 2 h br 4 là một chất lỏng Bị giữ lại trong bình luôn Như vậy cái bình rơm ban đầu là như vậy Nó có thêm cái phần CH2H2 vô Vậy thì theo định luật bảo toàn khối lượng cái khối lượng CH2 sẽ được thêm vô cái bình này luôn, làm cho khối lượng bình brom nó tăng lên. Vậy chúng ta sẽ trình bày lại là khí CH2 tác dụng Br2 và bị giữ lại trong bình. Khí CH4 thoát ra. Nó đi ra nó không có nằm trong bình. Vậy chỉ có cái phần khối lượng CH4 giữ lại thôi. Thì khối lượng bình Br2 tăng chính là khối lượng của CH2. Phần này các em có hiểu không? Nếu em nào không hiểu có thể gọi trực tiếp qua Zalo hoặc gửi câu hỏi qua Zalo của thầy để thầy giải thích thêm. Từ từ đó chúng ta có thể kết luận khối lượng của CH2 là 7,8 g. Theo yêu cầu của đề hỏi và tính khối lượng CH4 bằng cách lấy 10 g của hỗn hợp trừ cho khối lượng CH2 đã biết thì ra 2,2 g. Đề yêu cầu tính thể tích dung dịch bromide 0,2 M mà muốn tính thể tích dung dịch thì phải dùng công thức nồng độ mol cm bằng n chất tan chia cho v dung dịch nồng độ mol đã có như vậy chúng ta tìm thêm số mol chất tan nữa từ khối lượng của CH2 đổi ra số mol rồi viết phương trình tính số mol Br2 từ đó tính thể tích dung dịch Br2 theo công thức cm cm thì bằng n trên v dung dịch thì v dung dịch sẽ bằng n chia cho cm là số mol Br2 chia cho cm là 0,2 ra 0,3 lít. Rồi các em ôn tập kỹ để tuần sau chúng ta bước vào kỳ kiểm tra giữa kỳ 2. Và chỉ có một bài hệ số 2 này thôi nhé. Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt. Tạm biệt các em.